Xin chào bà con, hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho con về cây bơ bút để cho một số bà con nông dân chúng ta trồng bơ bút thì cũng có thể xem được một số video này. Thì hôm trước mình đã chia sẻ với con về cây mắc ca, cây sầu riêng rồi, thì hôm nay lại là cây bơ bút để tránh tình trạng một số bà con nông dân chúng ta yêu thích bơ bút lại chờ đợi những video mới ra, và những bà con nông dân chúng ta trồng những cây nào thì mình đều ra những video đó. Cái thứ nhất là mình chia sẻ cho con xem về cái hiện trạng cây hiện trạng ở khu vực hiện tại này đối với khu vực là của anh Hạnh đường ở khu vực huyện Cư Mờ Nga tỉnh Đắk Lắk đây. Thì clip ngày hôm nay mình quay vào ngày 28 tháng 4 2024. Cái thứ nhất là vườn này á, thì mình mời bà con xem lại ở phần 216 là clip trước hôm trước mình cùng với nhà vườn là hướng dẫn làm canh. Thì sau khoảng thời gian nói chung cũng gần một tháng rồi, bây giờ mình có dịp đi ngang qua, mình vô ghé thăm lại vườn và mình sẽ quay bà con xem cái hiện trạng như thế này. Thì mình cũng chia sẻ sơ con luôn á, thì năm nay thời tiết nắng rất là gắt, nhưng qua đó một số vùng mà con nông dân chúng ta lượng nước tưới không có đủ. Cái thứ hai là một số khu vực thì trái bơ chúng ta hay bị nám ở hướng mặt trời mọc và mặt trời lặn, ở hai cái vùng mà gọi là ánh nắng gắt nhất là bị nám một phần. Cái đó hiện trạng như thế nào mình chia sẻ như thế cho bà con nông dân chúng ta. Còn đối với vườn này thì bà con thấy rồi, trái bây giờ hiện tại đang trần quả trứng cúc hết rồi. Thì trong giai đoạn này thì mình cũng chia sẻ với con những vấn đề mới và thiết yếu nhất cần phải làm trong giai đoạn này là gì. Thì tiếp tục trong giai đoạn này thì bà con vẫn bón cho mình là NPK. Thì trong giai đoạn này thì bà con có thể bón cho mình là ba số được rồi, 16, 16, 16 hoặc 3 số 15, 15, 15. Thì tùy vào cây và tùy vào độ tuổi, bà con bón một lượng phân nhất định cho mình. Thứ nhất là bà con có thể bón cho mình là 1 đến 2 kg tùy năm tuổi và rải xung quanh gốc và tiến hành tưới nước giữ ẩm cho mình. Vì trong giai đoạn này một số vườn, một số khu vực bà con dân ta thiếu nước và dẫn đến tình trạng trái bị rụng rất là nhiều và bị héo cây cũng rất là nhiều. Đó là những cái vườn mà con không có nước và trái nhiều. Đối với vườn này thì bà con thấy rồi, lượng trái rất nhiều, rất là sai. Và khi mình làm video thì mình cũng đã nói với bà con mình sẽ quay nối tiếp những phần, những tập, những clip nối của những phần trước và phần sau. Thì mình sẽ để những cái link và những cái phần mô tả bà con xem những video trước. Giống như ở phần 216 của vườn này là mình cùng với nhà vườn hướng dẫn làm cành. Và sau khi thời gian làm cành là cây phát triển như thế này và độ thông thoáng của cây đã đạt như thế này rồi thì cần chăm sóc và làm những gì. Thì tiếp tục trong phần này thì mình cũng chia sẻ thêm bà con vẫn tăng cường một phần vi lượng cho mình trong giai đoạn này. Thì đối với bón vi lượng bây giờ cũng đã gần 2 tháng rồi, rất nhiều nhà vườn người ta bón 2 tháng rồi, thì hôm giờ bà con có thể quay lại cho mình là tăng cường một đợt vi lượng và một đợt NPK ba số bằng nhau. Vì sao? Vì cái vườn này bà con cũng thấy rồi đó, cây chúng ta rất là nhiều trái nên qua đó đòi hỏi cái lượng phân bón và chăm sóc cũng rất là nhiều dinh dưỡng. Ngoài điều tiết qua lá thì bà con tiến hành bón gốc cho mình. Về ngoài lá thì bà con vẫn tiếp tục phun cho mình là dưỡng trái, chống rụng trái và xen vào đó là gọi là côn trùng chích hút. Thì đối với bơ bút thì mình luôn luôn đòi hỏi bà con nông dân chúng ta là phải phòng được cái côn trùng chích hút cho mình từ lúc nhỏ đến lúc gần thu hoạch thì chúng ta mới neo được trái lâu, và cái thứ hai nữa chúng ta mới bán được giá thành cao. Vì nếu trong giai đoạn nhỏ này bà con chỉ cần thờ ơ một thời gian ngắn thì côn trùng chích hút sẽ gây hại hầu như là rất là nhiều, thì dẫn đến tình trạng trái bơ chúng ta sẽ bị nổ, bị nám. Đó là mình chia sẻ với con. Còn như vườn này bà con thấy rồi, độ thông thoáng rất là nhiều nên là cái tỷ lệ côn trùng chích hút sẽ rất là ít, tỷ lệ có nhưng mà ít, không có vườn nào mình chia sẻ với con hoàn hảo tỷ lệ chích hút 100%. Cái đó là theo quan điểm cá nhân của mình. Còn đối với cái việc mà cái vườn bơ bút này á thì mình đã quay chi tiết và rất nhiều rồi, thì nhà vườn cũng rất là mừng, một phần đã đi được nửa quãng đường rồi, bây giờ chỉ chờ đợi giai đoạn là trái lớn và bán nữa thôi. Thì mình cũng mong muốn thời tiết thuận cho bà con nông dân chúng ta sẽ có những cơn mưa để cho con nông dân ta có nước để quay ta phát triển. Đó là việc đầu tiên. Cái thứ hai nữa là giá thành chúng ta được cao cho con nông dân chúng ta vụ 2024 này. Thì đối với vụ 2024 này bà con cũng biết rồi, tất cả các khu vực và cây ăn quả và cây trồng chúng ta mất mùa rất là nhiều, kể cả cây công nghiệp mất mùa rất là nhiều. Nên qua đó khi bà con nông dân chúng ta trồng được cây gì và cây ăn quả như thế nào thì mình cũng rất là mừng cho con nông dân, cũng mong muốn cho con nông dân chúng ta được năng suất cao và được giá thành để trang trải cái việc đầu tư và chăm sóc cái vườn này hoặc là của bà con nông dân chúng ta. Thì vì sao những clip mình đều chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình và cũng như cái mong muốn bà con nông dân? Vì khi làm cây ăn quả thì tất cả yếu tố hầu như phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Ngoài yếu tố kỹ thuật nhưng mà con cũng phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều. Vì năm 2024 này thời tiết rất là không có gọi là ưu tiên hay là gọi là thích hợp cho con nông dân chúng ta, đều là khắc nghiệt rất là nhiều. Nên khi mà làm được cái vườn trái như thế này thì thật sự rất là khó cho con nông dân chúng ta. Và vườn này thì lượng trái cũng rất là nhiều, cây cũng đã rất là thông thoáng rồi. Thì tất cả cái video của cái vườn này á, thì mình đều cảm hợp cho con nông dân rất là nhiều, từ lúc đầu cho đến lúc bây giờ. Chung quãng đường cũng rất là dài rồi. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mà theo dõi video đi, mình quay cái vườn này cũng rất là chi tiết và cụ thể.
thì có những vấn đề gì thắc mắc về cái Cyberboost thì bà con có thể liên hệ số điện thoại trên, mình sẽ tư vấn và chia sẻ với con những yếu tố mới và những clip mới hay cho con dân ta làm Cyberboost cho đạt hiệu quả hơn. Vì gần đây những clip trùng nhau và những nội dung về Cyberboost trong giai đoạn này hầu như là ra trái đầu quả nên mình sẽ ít chia sẻ với con. Thì sau khoảng thời gian 10 đến 20 ngày hoặc một tháng á, khi có những thay đổi mới về thời tiết, cây phát đọt hay rụng trái hay những vấn đề gì mới á, mình sẽ chia sẻ với con. Thì mình cũng rất mong muốn mà con nông dân ta ủng hộ và xem tất cả các video bên trái cây vụ mùa Đắk Lắk, và mình sẽ luôn tạo những video mới và video hay cho con xem. Thì trong giai đoạn này mình cũng khuyến cáo bà con là trong này là dịp mọc lục cành rất là nặng nên con phòng côn trùng chích thuốc cho mình nhiều, vì trong giai đoạn này là giai đoạn thời điểm của mọc lục cành một số vùng thì cũng có bà con nông dân ta chia sẻ là bị đục trái rất là nhiều đó, mình khuyến cáo bà con. Thì toàn bộ vườn này thì bà con cứ theo dõi video đi, mình quay rất là chi tiết và cụ thể vì cây nào mình cũng quay chứ mình không có lựa cây để quay cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.